thứ hai tao không biết, tao mình tin là tao nói vậy, tại chỉ nói là quýnh kỹ thuật tốt thôi chứ còn tao đâu ép không đâu. Biết đâu phục hồi rồi, kỹ cầu lại mà quăng qua rồi thế. Tại đánh tập anh Tuấn nửa tiếng hơn nửa tiếng mồ mà phải đập mặt đó mà. Không có sức đập anh Tuấn, tưởng qua chơi. Cái kích thích này mấy trái cuối được ha. Cầu cũng hay lên khung hay lên. Hết rồi, đập luôn. Có nhiều sức còn có mấy trai nhưng nhiều có nhiều sức đun hết. Chui đi chạy lên trên tới anh. Chui nhà đâu có sơ sài đâu mà chui nói gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
để vô tiếp này. Tiến ra biểu đưa mồi về chưa thấy không? Tiến để tiếp lúc sơn hả? À. Uống thùng bia nha. Được không? Uống được chơi luôn. Tao nó nút rồi nó mày mày thằng gì vậy? Tao cái nút gài đổ nhau, ai cho mày uống mà thì nó kêu mà. Ai cho mày uống? Nên nhanh mày lắm. Mình ngọt nước, nó lên lên tí nó điều cầu tí.